Xin chào các bạn. Thì hiện tại bây giờ là chúng ta đang ở cái vườn mai của cao nguyên nha các bạn. Thì hôm nay mình xin chia sẻ cái video về cái cách là có nên hay không chúng ta lặt lá mai thứ năm và cây mai nào thì càng lặt. Thì hôm nay xin mời các bạn theo dõi cái video mình chia sẻ về cái vấn đề lặt lá mai giữa năm. Nếu các bạn thì đây là một cái cây mai mình không có lặt lá mà mình chủ yếu mình quay để mình chia sẻ cho các bạn thôi, mà cái nguyên nhân nào mà chúng ta nên lặt lá mai và cách lặt lá như thế nào để chúng ta có cây mai chúng ta nó nở bông đúng rồi mùa Tết các bạn. Thì như các bạn thấy đó, thì đa phần các bạn thì cây mai á, để mà chúng ta lặt lá là để cho cái quá trình mà nó nở bông á các bạn được diễn ra đúng cái Tết thôi. Lặt lá mai thì đa phần á, những cây mai á, mà khoảng vào giữa năm á các bạn, lá nó đã già thì cái thời gian mà thông thường mà theo cái cây mai á các bạn, thì nó khi mà lá nó già nó rụng đi thì bắt đầu cái nụ hoa nó đã xuất hiện lớn rồi các bạn, và nó sẽ trổ bông sớm. Cái thời điểm đó thì nếu mà chúng ta không có lặt lá sớm á, thì cái gần Tết chúng ta sẽ không có bông các bạn. Thì để tránh cái trường hợp mà cái bông mà nó nở sớm như thế thì chúng ta phải lặt lá. Lặt lá có tác dụng gì thì mình cũng xin chia sẻ các bạn luôn. Thì chúng ta lặt lá để cho cây mai nè các bạn nó phát triển cái bộ lá mới, thì nó sẽ tập trung cái dinh dưỡng để nó làm cái bộ lá mới, nó tránh cái tình trạng nó tập trung để nó nuôi cái nụ hoa. Thì nếu mà một cây mai mà nó tập trung mà nó nuôi cái nụ hoa các bạn, thì nó sẽ làm cho cái nụ hoa nó mau lớn, và cái quá trình mà nó nở sớm trước Tết là điều tất nhiên rồi. Để tránh cái tình trạng đó thì chúng ta sẽ lặt lá mai giữa năm. Thì đối với những cây mai mà nào mà nên lặt, thì đối với những cây mai mà nó có hiện tượng lá nó vàng các bạn, nó sắp rụng á, thì ở giữa năm và cái nụ nó bắt đầu nó phát triển lên nữa, thì chúng ta nên lặt lá mai để cho cái cây mai nó sẽ tập trung cái vấn đề mà nó làm lại bộ lá chất dinh dưỡng, và nó ít tập trung nuôi cái phần mà cái nụ á các bạn, nó quên đi cái mà cái quá trình nó nuôi nụ, để nó tránh cái tình trạng đó là cái nụ hoa nó sẽ phát triển sớm các bạn. Thì đó là một số cái vấn đề mình xin chia sẻ về cách lặt lá mai giữa năm. Thì các bạn nhìn cái lá vàng á, thì chắc các bạn cũng biết, nếu mà cây mai mà ở trên toàn bộ cây mai mà nó có khoảng 90% lá già và vàng á các bạn, nó sắp rụng á, thì chúng ta nên tiến hành lặt sớm để cho cái nó làm cái lá mới. Thì thông thường thì nếu mà cái lá cũ mà nó già đi các bạn, nó sắp rụng, thì bắt đầu nó sẽ hình thành cái nụ hoa và nó nuôi cái nụ hoa để cho cây mai nó lớn lên, để cái nụ hoa nó lớn. Thì đó là cái điều không ai mong muốn, để chúng ta có được một cái mà Tết có cái mai nó được nhiều nụ nha các bạn. Thì đó là một số cái vấn đề mà chúng ta nên lặt lá mai sớm mà mình xin chia sẻ với các bạn. Và chúng ta khi mà chúng ta lặt lá mai các bạn, chúng ta nên bón thêm một số cái phân, cái loại phân chứa nhiều thành phần đạm và cái mà thuốc kích thích sinh trưởng á, để cho nó làm cái bộ lá nó được mạnh hơn và nó ra đọt được tốt hơn các bạn, tránh cái tình trạng cây nó bị mà khi mà chúng ta lặt lá nó không có ra được cái đọt á, thì nó sẽ nuôi cái nụ lớn lên, thì cái vấn đề đó thì nó sẽ làm cho cây mai chúng ta nở sớm. Thì lặt lá mai để giúp cho cây mai của chúng ta nó không có nở được, nó nở mà đúng mà cái thời gian mà đó thôi các bạn. Đó thì cái vấn đề đây là lặt lá mai. Còn đối với những cây mai mà như thế này nè, lá xanh như thế này nè các bạn, và nó chưa có hiện tượng gọi là nó rụng lá và cái mầm cái nụ hoa của nó cũng tương đối nhỏ đó các bạn, thì chúng ta không nên cần lặt lá. Đó, lặt lá chủ yếu đối với những cây mai nở sớm và có hiện tượng già lá trước cái thời gian mà để chúng ta lặt lá là gần Tết đó các bạn. Thì chúng ta nên lặt lá mai để cho nó thay cái lá mới, thì cái thời gian mà tới Tết đó, thì chúng ta sẽ giữ được cái nụ hoa nó không có nở sớm đó.
Tại vì thông thường thì nó nếu mà cái lá già là tất nhiên là nó sẽ trả chất dinh dưỡng về cho cây các bạn, và nó sẽ rụng thì nó sẽ nuôi lại nụ đó. Thì đó là một số cái vấn đề mình xin chia sẻ với các bạn để các bạn biết mà cái quá trình lặt lá mai giữa năm. Một lần nữa cũng xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Mọi ý kiến thì hãy bỏ trong phần bình luận, mình sẽ xin trả lời cho tất cả các bạn nha. Và nhớ đăng ký để ủng hộ cho kênh, để làm những cái video hay hơn nữa để chia sẻ và phục vụ cho các bạn. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nó các bạn thì đây là cái một cây mai khác của mình, nó là cái giống mà dạo Thủ Đức. Nó thường xuyên rất là lá nó màu dạ các bạn, khoảng giữa năm là cái đầu nó già rồi nó sẽ rụng và nó nở bông mà luôn đó các bạn. Nó rất là mau, bởi vì thế mọi năm thì mình ưa có lặt lắm các bạn, nhưng mà do năm nay chăm sóc cái quá trình đúng và mình chăm sóc và được tốt nè, thì bây giờ nó cái hiện tượng của lá mai nó chưa có hiện tượng già nua các bạn, nó chuẩn bị nó rụng. Và trong cái thời điểm này các bạn thì mọi năm thì mình thấy là cái về cái làm nụ nó rất là to luôn, nó nở nụ to lắm, nó bung cái nụ lên rất là lớn. Thì nó bung như thế thì nó sẽ làm cho cái cây mai nó sẽ bị nở sớm nè, thì vấn đề chúng ta phải lặt lá. Thì năm nay thì chưa thấy cái hiện tượng đó, thì cũng xin chia sẻ thêm cho các bạn được biết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.